trung tâm điện tử Hành Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì mời các bác hãy cùng Hành Phương dành vài phút để thưởng thức cũng như cùng thư giãn, để ngắm nhìn và tìm hiểu về một bộ dàn âm thanh với chi giá khoảng 62 triệu đồng được lắp đặt tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Và đây là một trong những bộ dàn mà nó đầy đủ nhất và đẹp nhất được trưng bày trong năm 2023 vừa qua, với một cấu hình một con đẩy Nexo 4 kênh. Con đẩy này có chức năng là đánh được một cặp loa full bass 40 với này dồn 2 kênh 4 và 3 để đánh quả sub bass hơi 40 của hãng JBL. Một con quang số X6 đời mới để chúng ta cùng cắm chỉnh với 4 chế độ HK khác nhau. Các bác nhìn đôi loa 515 đây này các bác ạ. Những đôi loa 515 củ to là những đôi loa mà được anh em chơi đánh giá rất là cao về cái giải chép. Đặc biệt là về giải trung âm thì nó hơn hẳn với dòng loa của bé luôn. Để được điều này thì đương nhiên các bác phải bỏ ra số tiền thêm khoảng độ 6 triệu đồng nữa, từ việc các bác đang sử dụng cặp loa 515 củ nhỏ sang cặp loa 515 củ to thì giá thành của nó lệch nhau mất khoảng độ 6 triệu đồng các bác nhé. Đấy. Với cặp loa 515 củ to này, anh em đang bán giao lưu với các bác với giá cực kỳ tốt, 30 triệu lẻ 5 giá tại cửa hàng và giá bao ship sẽ là 31 triệu. Những đôi loa còn zin nguyên bản thì những của nó cực kỳ chi tiết và mượt mà, tiếng tép nó tơi, nó tách bạch và nó rất là mịn, nghe nhạc cũng như hát karaoke nó rất là sắc nét với một không gian rất là đẹp. Các bác nhìn quan sát đấy, thêm một karaoke nữa vào trông nó sang cái nhà lên và trông nó sáng, nó đẳng cấp cái nhà lên rất nhiều các bạn. Với một đôi chân loa này được nhập với giá gốc là 850 ngàn, anh Phương chỉ bán giá gốc thôi các bác nhá, thu vốn về là được. Một con sub hơi bass 40 của hãng JBL với mã 415 Pro, một con sub hơi vừa gọn vừa xinh vừa đẳng cấp, với kích thước chiều ngang của nó chỉ là 50 phân, chiều sâu là 60 và chiều cao là 60. Chúng ta thấy là kê kích trong phòng rất là phù hợp với cái kỹ thuật setup của đội ngũ kỹ thuật của anh Phương đo đạc setup tại nhà. Với một không gian như thế này, các bác thấy rằng là loa được đặt ở trong cái gầm cửa hàng. Nếu như mà chúng ta setup tại cửa hàng mà mang về đây thì chắc chắn rằng là cái quạt âm cũng như là cái rốt âm ở trong cái không gian này chắc chắn nó sẽ bị ùn, cho nên là tiếng mic nó sẽ không được rẻ, không được ngọt và không được rõ nét khi mà chúng ta setup tại cửa hàng. Cho nên là anh Phương luôn luôn đặt cao cái quan điểm là kỹ thuật nó sẽ chiếm khoảng 40% cái giá trị của bộ dàn. Khi các bác bỏ một số tiền khá lớn từ 30 triệu đồng đổ lên, xin thưa các bác là 30 triệu đồng đổ lên, chúng ta sẽ có quyền được setup tại nhà với bán kính 150 km, thì anh Phương sẽ hỗ trợ các bác điều này để chúng ta có một bộ dàn âm thanh khai thác triệt để và tốt nhất. Dù đắt hay rẻ, dù loa đời cao hay loa đời thấp, dù là các bác biết chơi hay các bác chưa biết chơi, nhưng khi mà đã sắm sửa âm thanh tại anh Phương thì đương nhiên các bác sẽ có những bộ dàn âm thanh như ý, kể cả về chất lượng âm thanh cũng như là về cái kỹ thuật setup, cái chuẩn chỉ của các bác có một bộ dàn hay để vừa chơi vừa trưng bày và vừa tự hào về nó. Một lần nữa thì thay mặt trung tâm điện tử Hành Phương xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác và gửi lời cảm ơn tới bác chủ nhà ngày hôm nay đã cùng Hành Phương để lên dựng một bộ cấu hình âm thanh với những sản phẩm không thừa không thiếu. Các bác thấy rằng ở đây là không thừa không thiếu, anh Phương chưa cho quản lý nguồn, anh Phương chưa cho nọc, anh Phương chưa cho nâng tiếng. Thực ra là nâng tiếng thì chả bao giờ nghe cả. Để dành cái nguồn tiền đấy để đầu tư được những sản phẩm âm thanh cao cấp nhất, để cần thiết nhất đó là loa, sub, đẩy, vang và mic.